Mình thực sự rất vui vì nhờ công nghệ Ecelit mình cảm thấy tự tin lên rất nhiều. Sau khi sinh ấy thì mình không dám chọn và cũng không dám mặc những bộ cánh bóp bụng như này, mà hiện tại bây giờ mình rất là tự tin khi lựa chọn những bộ cánh mà eo bụng. Thực sự là mình cảm thấy rằng là bắp tay của mình đã được nhỏ đi rồi, không còn bớ bụng nữa, rồi toàn bộ cơ thể rất là thon gọn.